IBC TV ủng hộ cho các cơ sở thương mại. Quay trở lại với phần tin tức là bản tin về việc Ai Cập chuẩn bị khởi động chiến lược quốc gia về hydro xanh tại COP27. Trước các thách thức ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu, Ai Cập đang chuẩn bị triển khai một lộ trình liên quan đến các dự án kinh tế xanh và phát triển năng lượng tái tạo. Theo một báo cáo do Trung tâm Truyền thông của Nội các Ai Cập đưa ra vào ngày 5 tháng 1 cho thấy, Ai Cập đang chuẩn bị khởi động chiến lược quốc gia về hydro xanh, dự kiến sẽ được công bố trong khuôn khổ các hoạt động của Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP27 sẽ được tổ chức tại thành phố Sharm el-Sheikh của Ai Cập trong tuần này. Báo cáo chỉ ra rằng chiến lược quốc gia về hydro xanh nhằm mục đích giúp cho Ai Cập hưởng lợi từ khả năng cạnh tranh của mình hướng tới đạt tỷ lệ 8% thị trường hydro toàn cầu. Theo báo cáo, Ai Cập có khả năng sản xuất hydro xanh với chi phí thấp nhất trên thế giới và dự kiến chi phí sản xuất sẽ giảm xuống còn 1,7 Mỹ kim 1 kg vào năm 2050 so với 2,7 Mỹ kim 1 kg vào năm 2025. Chiến lược quốc gia về hydro xanh cũng hướng tới một số lợi nhuận, mục tiêu bao gồm tăng tổng sản phẩm quốc nội GDP thêm từ 10 đến 18 tỷ Mỹ kim vào năm 2025, cũng như tạo ra hơn 100.000 việc làm mới. Ngoài việc góp phần giảm nhập khẩu các sản phẩm dầu mỏ của Ai Cập, cũng như giảm lượng khí thải carbon. Chiến lược này sẽ được thực hiện với sự hợp tác của Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Âu Châu và Liên minh Môi trường và Phát triển Bền vững Ả Rập. Ukraine kêu gọi tấn công những nhà sản xuất UAV ở Iran. Lời kêu gọi được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Iran là Hossein Amir Abdollahian đã nói thách ra nói chuyện một số lượng UAV cho Moscow trước khi Nga phát động chiến dịch chiến tranh tại Ukraine. Cố vấn văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Poloniev đã kêu gọi thực hiện tấn công nhắm vào doanh nghiệp Iran mà ông tuyên bố sản xuất máy bay không người lái được chuyển cho Nga sử dụng trong chiến tranh tại Ukraine. Ông nói ông tin không cần thiết phải áp đặt lệnh trừng phạt hay cấm vận toàn bộ với Iran, mà có thể thực hiện những cuộc tấn công chủ đích nhắm vào hàng loạt những hoạt động sản xuất UAV hay hỏa tiễn đạn đạo. Ông Podolyak phát biểu trên đài truyền hình Ukraine ngày 5 tháng 11 như thế. Trước đó, trong phỏng vấn với hãng thông tấn Fars, Ngoại trưởng Iran là Hossein Amir Abdollahian cho biết Tehran cũng đã vận chuyển một số lượng nhỏ UAV cho Moscow vài tháng trước khi Nga tấn công Ukraine. Theo đài truyền hình Al-Maidan, ông Abdollahian đã cho biết, do sức ép của Hoa Kỳ, Ukraine đã hủy bỏ cuộc họp về vấn đề vũ khí với phái đoàn Iran diễn ra tại Ba Lan. Tháng 8, Washington Post đưa tin Iran cung cấp UAV cho Nga, sau đó Hoa Kỳ cũng đưa ra tuyên bố tương tự. Moscow và Tehran liên tục phủ nhận cáo buộc này, còn phát ngôn viên Kremlin Dmitry Peskov lại gọi báo cáo như vậy là tin giả, nhấn mạnh quân đội Nga sử dụng UAV sản xuất từ trong nước mà thôi. Máy bay chở khách lao xuống hồ làm cho 19 người bị thiệt mạng. Theo tin từ Tanzania, máy bay của hãng Precision Air lao xuống hồ Victoria khi đang hạ cánh xuống sân bay ở thành phố Bukoka, tây bắc của đất nước đã khiến cho 19 người bị thiệt mạng. Thủ tướng của Tanzania Kassim Majaliwa cho biết đã có 19 người thiệt mạng vì vụ tai nạn. Trước đó, cơ quan tìm kiếm cứu nạn thông báo 26 người được cứu sống. Nguyên nhân ban đầu được cho là thời tiết xấu khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay thành phố Bukoba. Ông Chamalia đã nói rằng có 43 người trên máy bay, bao gồm 39 hành khách, 2 phi công và 2 tiếp viên. Chúng tôi đang liên lạc với các phi công, ông đã cho hay. Máy bay trước đó khởi hành từ thành phố Dar es Salaam và chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay ở Bukoba sau hành trình 2 giờ. Khu vực Bukoba được xác định đang có mưa lớn và gió mạnh. Lực lượng cứu hộ đã cố nâng máy bay lên khỏi mặt nước bằng dây thừng với sự hỗ trợ của cần cẩu. Precision Air, hãng hàng không tư nhân lớn nhất của Tanzania, ra thông báo ngắn gọn xác nhận vụ tai nạn liên quan chuyến bay số hiệu PW494. Đội cứu hộ đã được điều động đến hiện trường và thông tin mới sẽ được công bố sau 2 giờ nữa, hãng đã cho hay. Hàng tấn cá chết tại Hồ Điều Hòa, tin từ Hải Phòng, khoảng 3 tấn cá đã chết nổi trắng Hồ Điều Hòa Phương Lưu, bốc mùi hôi thối khiến người dân xung quanh phải đóng chặt cửa nhà. Hiện tượng cá chết hàng loạt tại Hồ Phương Lưu bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 nhưng vẫn chưa chấm dứt tới nay. Cá chết chủ yếu là cá rô phi với kích thước khoảng 3 ngón tay. Mùi cá chết theo gió bay vào khu dân cư, nằm cách hồ vài chục mét. Người dân quanh vùng không dám đi xung quanh như mọi khi vì mùi hôi thối bốc lên. Phương Lưu là hồ điều hòa rộng 22 ha nằm trên hai quận Ngô Quyền và Hải An để giảm ứng ngập cho khu vực nội đô, tiêu thoát nước qua mương An Kim Hải ra con sông Cấm. Ông Phạm Quang Hình là chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn thoát nước Hải Phòng cho biết, cá chết không phải hồ Phương Lưu bị ô nhiễm.
mà là do nhiễm mặn. Ban quản lý mới xả nước từ sông cấm vào hồ, con sông này đang bị nhiễm mặn do ảnh hưởng của thủy triều. Cũng do nước nhiễm mặn, cá chết còn xuất hiện tại mương An Kim Hải và hồ điều hòa Tiên Nga, cách đó 3 cây số, nơi có chung hệ thống nước ra vào với hồ Phương Lưu. Theo tin từ Bộ Thông tin và Truyền thông sắp đưa ra quy định bắt gỡ bỏ tin độc trong vòng 3 giờ. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đưa ra một quy định mới bắt gỡ bỏ các tin độc khỏi mạng xã hội. Trong vòng 3 giờ, những thông tin sai sự thật sẽ bị gỡ bỏ trong vòng 24 giờ đồng hồ. Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết thông tin này tại Quốc hội vào hôm 4 tháng 11. Theo ông Hùng, tin sai sự thật trên mạng nếu không được giải quyết nhanh chóng sẽ lan rộng. Vì vậy, ông nói Bộ Thông tin Thương mại sẽ đề nghị thời gian gỡ bỏ các thông tin này thành 24 giờ thay vì 48 giờ như hiện nay. Người đứng đầu Bộ Thông tin Truyền thông cũng đề nghị việc nâng tiền phạt hành chính lên gấp 3 lần mức hiện tại đối với những trường hợp đưa tin sai sự thật. Ông Hùng đã nói rằng mức phạt của Việt Nam hiện tại chỉ bằng 1 phần 10 so với mức phạt của các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á. Vào hồi tháng 4 vừa qua, hãng tin Reuters trích dẫn các nguồn tin trong nước cho biết Bộ Thông tin Truyền thông đang xem xét đề xuất quy định bắt gỡ bỏ các thông tin bị cho là trái pháp luật trong vòng 24 giờ đồng hồ. Những trường hợp có nội dung bị cho là gây nguy hại cho an ninh quốc gia sẽ phải bị gỡ bỏ ngay lập tức. Nhà hoạt động dán tay vào tranh ở Bảo tàng Tây Ban Nha. Hai nhà hoạt động môi trường dán tay vào khung hai tác phẩm của danh họa Francisco Goya trong viện bảo tàng thủ đô Tây Ban Nha. Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 5 tháng 11 chia sẻ hai nhà hoạt động bảo vệ môi trường đã đến viện bảo tàng Prado, thủ đô Madrid biểu tình kêu gọi ứng phó biến đổi khí hậu bằng cách tự dán tay lên phần khung của hai bức tranh. Hai người này đã bị bắt và những tác phẩm nghệ thuật không chịu tổn hại. Hình ảnh đã được lan truyền trên mạng xã hội bởi tổ chức Extinction Rebellion cho thấy hai nhà hoạt động dán tay trên phần khung gỗ của bức tranh Maya và bức tranh Maya cùng siêu y của họa sĩ Tây Ban Nha Francisco Goya. Họ đã giải thích hành động này để nhắc nhở mọi người tình trạng nóng lên toàn cầu sẽ khiến cho khí hậu bất ổn, kéo theo hậu quả trầm trọng cho cả hành tinh. Những nhà hoạt động còn phun sơn đen lên phần tường giữa hai bức tranh với thông điệp là cộng 1.5 độ C, ám chỉ mục tiêu của thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu. Các nước ký kết thỏa thuận 2015 đã thống nhất nỗ lực ngăn nhiệt độ trung bình tăng quá 1 độ rưỡi so với giai đoạn trước cách mạng công nghiệp. Quý vị vừa theo dõi bản tin cuối cùng trong chương trình tin tức buổi chiều ngày hôm nay cùng với đài truyền hình IBC TV do xứ ngôn viên Tuyết Nha và Vũ Quang Vinh phụ trách. Chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Chúng tôi cũng xin kính chúc cho tất cả quý khán thính giả và những người thân yêu một tuần mới sẽ gặt hái được nhiều thành công và vô lượng an lạc. Sau đây là những chương trình đặc sắc của đài, rất mong quý khán giả đón xem và ủng hộ.